Con người mà có lòng tham lam thì sao? Con người mà có lòng tham lam thì không một việc ác nào họ không làm được hết. Họ đều làm được hết. Kể cả họ giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em, giết chồng, giết vợ, giết thầy tổ, kể cả bán nước và cốt nước kẻ khác nữa. Do lòng tham mà ra. Do lòng tham của người mà ra. Cho nên tham lam là một điều xấu xa vô cùng. Xấu xa vô cùng. Mà đạo Phật thì không chấp nhận cái điều tham. Không chấp nhận cái điều tham mà tham sai quấy, không chấp nhận. Không chấp nhận. Nhưng mà là một con người sống thế gian này thì tham cái gì và có gì để mà chúng ta tham lam nó? Là xin thưa quý vị, đa phần á là có 5 điều để tham. 5 điều để tham. Một là tham danh, hai là tham lợi, ba là tham sắc, bốn là tham tài, và năm là tham tình. À, là tham tình. Danh, lợi, sắc, tài, tình. Đó là 5 điều mà cái lòng tham lam con người, ít có người dừng lại nó được, ít có người chặn đứng nó được, ít có người phát phục nó được, ít có người giữ được cái tánh tốt của mình thuần túy theo cái đạo đức của con người. Ít lắm. Hiếm lắm. Đó. Sự tranh cãi hơn thua, chém giết trong gia đình chỉ vì anh em á là giành của thôi, cũng là đã chém giết với nhau rồi. Mà quý vị thấy cụ thể nhất á là gần đây, như ở bên Tân Trạch á, mẹ chia của cho hai anh em mà anh em tranh cạnh với nhau, rồi cuối cùng thằng em nó cầm dao nó đâm anh chết, cầm cái dao phát mía. Ở đây hồi đó có dao phát có mía, ta phát mía, cái dao phát mía dao dài vậy nè, cầm mà róc về róc là lá mía đó, đâm anh chết tốt rồi, thấy không? Thì cũng tranh giành cái vấn đề mà hơn thua, rồi là anh em tranh cạnh nhau rồi giết nhau. Ở dưới Tân Triều cũng có. Tân Triều á là cha mẹ cũng chia của hai anh em. Đó. Rồi á là thằng anh ít hơn thằng em nhiều. Thì cũng như Bạch Đằng này vậy. Bây giờ con thằng anh á nó thấy vậy nó cũng tức, chia ba nó ít. Nó đem á là bò nó cột á, ngay cái gốc bử á, thằng em đang trồng. Đó. Mà bử mà mới trồng một năm hai năm mà cột dây vô, dây mũi mà vô gốc bử vậy, bò nó kéo nó lỏng gốc hư bử, chết bử còn gì. Vậy thằng em nó ra nó nói cái thằng cháu nó kêu nó bằng chú chạy về mét ba nó sao không biết. Ba nó ra ba nó ra ba nó ra chữ thằng em, chữ thằng em mà thì thằng em ấy nó giận quá, nó cầm dao Thái Lan nó ra. Ê, thằng anh lại sốc, mày giỏi mày, mày dám đâm tao, mày đâm đi, mày đâm tao ẩn ẩn ngực rồi đâm kẹt cho tuèo luôn. Có gì thấy chưa, là cái cũng lòng tham trong gia đình. Rồi nói ngoài xã hội cũng vậy. Ngoài xã hội cất nhà với nhau, lấn một hai cái tấc đất thôi mà cũng lấn với nhau được nữa. À, để rồi á là sanh ra đâm chém với nhau. Tôi thấy cụ thể ví dụ như sư nè, bản thân hồi xưa đó là trong rẫy Tân Lập sư á, miếng đất của ông kia ông bán cho cái người mới, mà cái ông này ông mới ông ỷ thế ổng,
đo đạt đâu đó xong rồi thì bữa trước sư vô cho thấy cái cặp thì đo nó đúng như vậy, lên nằm bên kia rồi. Năm ba bữa sau sư vô thì nó dờ, nó lấn qua bên cái rẫy của sư là 2 thước bề ngang, nó lấn qua mà chiều dài là 200 mét. Như vậy là 2 sào rồi chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà sư thấy thôi, đất rẫy rồi cũng không có tiền bạc gì bao nhiêu, lại với công sức hồi xưa mình dọn thì cũng không có gì mình bỏ. Mình bỏ như vậy rồi á, sư mới kêu á, thôi đào một lữ cuốc đất trong cái đường dọc nó đã lấn rồi, mình bỏ 2 tấc đó à, rồi lấy cái cây tầm dông cặm vô theo cái dọc đó đặng đợi mùa mưa đó, lấy cái trái bình linh á, rải theo bìa đó đặng nữa nó mọc lên nó làm ranh, làm đơn thưa sư qua xã, sướng không? Rồi còn kêu á, là mấy anh tóc dài lãng giảng ở bên cái khoảng đất đó, đặng bên đây không dám nói gì nó à, cái mấy người lãng giảng đó. Thì thôi cái chuyện đó mình không nói. Khi mà nó thấy tôi cầm mấy cái cây tầm dông rồi á, cái rưỡng làm đợn thừa ra xã à, nó nói tôi gây chiến với nó. Sau này á là giữa tôi với nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà tranh đấu với nhau, thừa tôi ra xã. Tràng ơi, xã mời tôi vô. Mà quý vị biết nó ỷ thế gì không? Nó ỷ thế nó là bộ đội phục viên. Nó ỷ thế nó bộ đội phục viên. Nó ra ngoài xã, thưa tôi. Nó ra ngoài xã, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi nói xin lỗi anh nha không? Anh lấn tôi 2 thước đất qua bên ranh giới của tôi, mà chiều dài 200 thước thì anh biết hết bao nhiêu rồi, nhưng mà tôi nhịn tôi bỏ, tôi thấy nó không cần thiết, đất rẫy đất rừng mà. Nhưng mà anh cho là cái người tóc dài ra lãng giảng để hăm dọa thì thiệt là anh quá đáng. Đáng lẽ tôi thưa anh tôi không thưa mà tôi bỏ đó, mà giờ anh thưa tôi, anh nói tôi là muốn gây hấn với anh, muốn tranh đấu với anh phải không? Đây tôi cãi ở ngoài xã thì cuối cùng ở xã nó giải quề. Nhưng mà tôi nói thẳng nó vậy cái nó xìu. Đó. Nó xìu. Quý vị thấy đất cát mua bao nhiêu thì cứ cặm nọc bao nhiêu. Nó thấy là đất rừng mình ít vô rồi nó lấn à. Rồi một cái này tôi nói này không phải là tôi khơi dậy cái chuyện mà chiến tranh, mà tôi nói Phật tử mình để rút kinh nghiệm nha không? Rút kinh nghiệm. Cái phía dưới, miếng đất đó mà cũng là phía dưới, tôi để một con đường đi luôn, để cho đi xuống cái bến Nhân Trang. Bà con mình có thể là đi xe bò, xe ngựa, xe trâu gì cũng được hết. Thì tôi đào cái ranh giới bên này. Con đường là của tôi nhưng mà tôi không rào ngay cái ranh giới, mà tôi chừa nguyên một cái đường đi xe bò luôn. Phía bên này tôi đào cái đường mương để mà trồng cao su, không bị trâu bò nó qua nó ăn cao su. Cái ông bên này ông chiếm luôn. Ông nói của ổng, thưa ra ổng. Tôi nói ổng cái ông thưa ra xã, ông nói tôi dành đất ổng. Cho nên đúng ra là cái miếng đất này nè là sư để đằng sau này sư cất cái định xá đó. Nhưng mà rồi thấy bên này nó cũng ăn hiếp mình, bên kia nó cũng ăn hiếp, thôi bán luôn cho rồi về cất cái sửa chùa này, bán hết. Chứ cỡ như mà sư để miếng đất cái sau này là cất định xá An Lạc đó đó, ở điểm 3 đó, nhưng mà bán hết. Thành ra sau này phải mua miếng đất ở bên xã đất cuốc, cất cái định xá An Lạc bên đất cuốc này. À, nói vậy cho quý vị thấy ngoài xã hội người ta hơn thua nhau từ chút từ đỉnh, mà quý vị biết tôi chừa có đường đi này á là ai lấn tôi không? Cái thằng đệ tử nó quy y tôi, quy cư sĩ, gia đình nó quy cư sĩ là đệ tử tôi, mà nó lấn rồi nó nói tôi
dành nó thưa tôi ra xã nữa. Tôi thấy thôi cuộc đời thôi, hả ơi, thôi tôi bán luôn, tôi rút về đây lấy tiền trùng tu của chánh điện này bỏ luôn. Rồi những người như vậy đó quý vị, nếu mà họ có bệnh hoạn bị trừ phạt gì phạt thôi, chạy ra kéo ra tôi, con hiền lắm chứ ông ơi, con hiền, con không hơn thua gì với ai hết trơn á, con hiền lắm, sư ông cứu giùm cho con. Lúc đó sư ông ở đây đâu biết người ta hiền người ta giữ gì đâu, thì thôi cứu cũng cứ cứu. Nó nhiều cái cuộc đời mà. Đó là nói về cái vấn đề mà tình làng nghĩa xóm ngoài xã hội tham lam rồi tranh chấp nhau, nghĩa là từng miếng đất, từng tấc đất. Rồi rồi nói vấn đề mà vấn đề làm ăn cũng vậy, công ty hay xí nghiệp hay kể cả cơ quan cũng vậy, hơn thua nhau vì chức vụ. Mà bây giờ họ chơi bùa, chơi ngải, họ đánh đổ nhau, họ giết nhau không góp tay. Quý vị thấy chưa? Là do đâu? Cũng do lòng tham. Rồi nước này vẫn cốp nước kia cũng do lòng tham. Rồi cũng do lòng tham á, mà ai mà bỏ tiền mua chuột nhiều bán nước cũng sẵn sàng bán luôn. Thấy không? Thì cũng lòng tham thôi. Cho nên là thực tế đó quý vị. Cho nên cổ nhân có nói là gì? Túi tham không đáy, đựng hoài không đủ. Con người mà mang nặng mà cái lòng tham lam rồi á, nó không có đáy. Đựng hoài không đủ, đựng hoài không đủ. Bao nhiêu cũng không đủ cho họ trơn. Cho nên quý vị thấy mà trong cái lục đạo lâm luân hồi đó, lục đạo luân hồi cái kiếp ngạ quỷ á, quý vị thấy vẽ hình con ngạ quỷ cái bụng bằng cái trong chầu, cần cổ có chút xíu à, cái cổ nhỏ xíu à, phải không? Ăn hoài không no. Đây là tượng trưng cái cần cổ nhỏ này á, là lòng ích kỷ tham lam. À, cái bụng bằng cái trong chầu á là lòng tham không có đáy, ăn hoài không đủ, không có bao nhiêu mà đưa họ xài mà đủ hết trơn rồi á. Vẽ cái hình thức con ngạ quỷ vậy là đúng đó. Tay chân ốm o gầy mòn. Cái bà Thanh Đời á, mà bả bị đọa địa ngục A Tỳ vô gián á, mang kiếp ngạ quỷ và cái hình thức bả cũng giống giống vậy đó. À, cũng giống giống vậy đó. Cái người mà tham lam quá, xấu xí lắm, xấu xí vô cùng. Tôi lúc trước là tôi cũng hay chạy xe, chạy ra đường chừng 100 thước là quýnh lộn một người. Chạy 100 thước quýnh lộn một người. Rồi như vậy cuối cùng mình đi về đâu? Đi vô bệnh viện nằm hoặc ra nghỉ địa luôn. Thấy chưa? Chính bản thân tôi là một nhà sư, một người tu nè. Cái lúc mà chạy chiếc sắp riêng á, cái đường từ Sài Gòn về đi cầu Sài Gòn á, nhưng mà lúc đó cầu Sài Gòn nó kẹt, thì tôi lách vô trong bìa lời mà cũng có cát, rồi tôi từ từ lần lần tới, thì đằng trước tôi có một chiếc xe nó cản tôi, xe Honda, đằng sau có một cái chú nọ nó chạy Honda, nó chở ba luôn. Một chú chạy, hai chú ngồi đằng sau. Thì tôi vừa chạy tới đó, tôi lách ra né cái chú phía đằng trước để lấy đầu ra đi, mà tôi qua khỏi chú tôi mới đi tới, mới lên cầu. Thì tôi vừa lấy đầu ra thì cái thằng đằng sau nó chạy xe, nó chở hai đứa, nó lướt tới thì bây giờ nó thấy tôi lách ra đó, thì nó cũng lách ra, nó trợt bánh xe, thì nó nghiêng xe qua bên kia. Thì thanh niên mà nó chống chân rồi, nó cũng đâu có ngã xe. Vậy mà xuống làm giữ tôi. Thầy chạy vậy. Thầy chặn đường tôi phải không? Tôi nói chú nói sao vậy? Cái xe đằng trước nó cản đường, thành nên tôi mới lấy đầu ra, thì chú vừa tới. Mà chú vừa tới thì chú thấy tôi lấy đầu ra thì chú né, rồi cái bánh xe chú nó trợt nghiêng qua. Vậy thôi chứ chú cũng đâu có thế gì đâu. Chú nói tôi cản đường chú. Tôi nói ông cản đường tôi, ông muốn gì? Ông muốn gì? Nó hâm vậy. Nó thiệt đó quý vị. Mình cũng nổi máu anh hùng rồi chứ. Nhưng mà thôi mình nghĩ đầu mình trọc lóc rồi mình nhịn. Đầu mình trọc lóc mình nhịn.
tôi làm thinh không nói nữa. Tôi mới dẫn xe qua khỏi chỗ đó, tôi chạy lên cầu, chạy nửa cầu Sài Gòn. Đằng sau nó cũng đi tới, nó cặp xe hông tôi. Ba thằng. Nói à, ông lấn tôi không? Dạ ông muốn không? Ông muốn không? Mà nói đúng lúc đó tôi dường như tôi cũng còn trung niên chứ chưa già. Chưa già mà. Tôi ngó nó tôi cười. Tôi cười nó với chú lạ thiệt. Với chú lạ thiệt. Quá lạ. Tôi cười vậy thôi. Nó hỏi tôi muốn gì á. Tôi nói mấy chú lạ thiệt. Mấy chú quá lạ. Mấy chú quá lạ. Tôi cười vậy. Nó chạy qua luôn. Mà nó còn ngó lại nữa. Nó đi luôn. Rồi thôi tôi cũng từ từ làm thinh tôi chạy. Thì quý vị thấy á. Tôi cười đó là tôi đâu không sợ đó. Chỉ cười thôi. Mà không biết nói võ cỡ nào á. Tôi sư cũng không biết nói võ cỡ nào. Nhưng mà nếu ba thằng mà nó quấn sư thì chắc cũng không biết sư sẽ xử lý làm sao nữa. Cũng không biết xử lý làm sao nữa. Không biết mình té xuống cầu hay nói văng xuống cầu cũng không biết nữa. Đó bởi tôi nói rằng á. Ra đường á mà không nhẫn được 100 thước đánh lộn một người, rồi cuối cùng mà vô bệnh viện nằm hoặc giả đi mình vô nghỉ địa luôn. Cho nên thôi thì ráng nhịn. Thấy không? Mấy chú nhớ ráng nhịn. Nhịn là tốt nhất. Đó. Bởi vậy cho nên ông bà mình xưa nói nhẫn trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn quan gia trái chủ được dứt. Còn một phút nóng giận mà mình không nhịn được thì không biết nó sẽ đi tới đâu. Nguy hiểm vô cùng. Đó. Thì nói vậy cho bà con mình hiểu. Về thế gian mà nói vận đời á, Phật dạy ngày kêu bằng ngũ trược ác thế á. Ngũ trược là có năm thứ trược. Tức là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, phiền não trược và mạng trược trung. Thì khi mà nói ra vấn đề mà có đời này mà gọi là ác thế là đúng rồi. Tranh đấu nhau giành sự sống hơn thua nhau không à. Đó. Thành thử nên gọi là ác thế. Rồi. Bây giờ nói ngũ trược, kiếp trược. Cái kiếp sống con người mình hiện tại mình thấy nó có trược dơ không? Cái kiếp người mình nè. Nói xin lỗi cái thân của ai mà chiều mà không tắm á. Mà hội ra chịu không nổi rồi. Nghe hôi rồi. Phải tắm. Củ khiếu thường tiết ra cái chất nhơ nhốt. Kiếp trượt. Kiếp sống này trượt lắm. Không có gì mà mình phải đam mê nó hết á. Kiến trượt. Tức là cái thấy của mình nó cũng ô uế nữa. Thay vì cái thấy mình phải thanh bai, phải trong sáng, phải đạo đức, phải đầy đủ tình thương. Mà ngược lại cái thấy mình toàn là giết hại, tham lam, sân hận, si mê không à. Như vậy cái thấy không trượt sao được? Phải không? Đó. Kiếp trượt, kiến trượt, rồi mạng trượt. Nói xin lỗi cái mạng á, là cái thân mạng, là cái mạng sống của mình. Mình nuôi cái thân mạng này nè. Mình nuôi thân mạng này á. Là mình cũng ăn vật này, ăn vật nọ. Mà đặc biệt cái người không biết tu á, hoặc dở biết tu mà chưa ăn chay trường á, thì còn lấy cái máu thịt của chúng sinh nuôi máu thịt của mình. Cho nên mạng mình cũng, căn mạng mình cũng trượt. Căn mạng mình cũng trượt. Rồi á, phiền não trượt. Tâm hồn con người cứ buồn vui, mừng giận, thương ghét, muốn đủ thứ hết trơn. Sanh ra nhiều cái chướng duyên nghịch cảnh, nó cũng trượt luôn. Rồi cái trượt thứ năm đó là mạng trượt trung. Mạng trượt trung đây là nói cái mạng. Cái mạng căn là cái trung ấm thân của mình. Cái thân này đã trượt đã đành rồi. Mà cái thân vô hình của mình nó cũng trượt nữa. Cái thân trung ấm mình đó, là mạng trượt trung đó. Đó là cái mạng là cái thân trung ấm. Trong thế giới tâm linh nó cũng trượt nữa. Cho nên đó, cái người sống hiện tại bằng xác trượt. Nhưng mà cái người sống bằng
tâm linh bằng linh hồn vô hình họ cũng trượt. Thì thế gian này tất cả đều trượt. Cho nên Đức Phật này chỉ rõ điều này á, để tất cả chúng ta tu có một lập trường kiên định trên cái lối giải thoát của mình. Dầu Phật tử chúng ta là cư sĩ tại gia, mình chưa làm được, nhưng mình phải có một định hướng rõ ràng. Phải có định hẳn hướng là rõ ràng kiếp này mình chưa làm được. Bây giờ Phật tử mới tội bác quan trai tháng tập tu giải thoát có 2 ngày, chỉ có 2 ngày xuất gia thôi à, phải không? Nhưng mà biết đâu á, kiếp này chưa được, kiếp sau mình làm được. Kiếp sau chưa làm được, 10 kiếp sau cũng phải được, chắc chắn phải được thôi. Cho nên do đó mình phải có một lập trường kiên định trong đường lối đạo đức tu hành của mình. Đừng vì một cái lý do nào bên ngoài nó quyến rũ, nó dụ dỗ đó, mà mình chạy theo nó. Có nghĩa là đừng vì danh lợi tiền tài tình, danh lợi sắc tài tình quyến rũ mà mình bỏ đi cái lòng đạo đức của mình, mình bỏ đi cái tâm hồn thanh tịnh trong sạch của mình. Nếu mình bỏ đi cái tâm hồn trong sạch thanh tịnh của mình thì rất uổng, rất uổng. Đã mang kiếp người rồi mà không giữ được, không giữ được cái giữ vững cái tay lái. Chèo thuyền thì mình cứ đi thẳng tới mà đi, phải không? Đừng vì một lý do, cũng đừng vì một cái cơn sóng, hoặc là đừng vì một cái ngọn gió bão nào đó mà mình quay thuyền. Cứ thẳng đi mà đi. Mà nếu gió bão quá thì làm sao Phật tử? Vô bờ cột thiệt lại, ngồi để chơi, qua cơn rồi đi. Sóng gió quá, vô bờ cột lại, rồi hết sóng gió đi. Chứ đừng vì một lý do nào mà mình trở lại, uổng cuộc đời lắm, uổng cuộc đời. Nói thật ra Phật tử, con đường giải thoát mà Phật ba đời cho Phật khai ra, chắc thật, chắc thật như đinh đóng cột vậy, chứ không phải như nước chảy đổ lá môn. Rất chắc thật. Nếu ai đó mà tu hành đúng như pháp sẽ kết quả giải thoát ra ngoài tam giới phàm phu. Mà con đường này không phải sư là một người nói suông, mà sư người đã có thực hành đó, nói chắc chắn với quý vị như vậy đó. Tóm lại thì thời gian có hạn, hồi sáng giờ thì chỉ giải về vấn đề chữ tham thôi, phải không? Tham, rồi còn sân si mạn nghi ác kiến, rồi thiên kiến biên kiến, rồi kiến thủ kiến, rồi giới kiến thủ nữa. Là mới nói có một điều à, còn 9 điều nữa, phải không? Thì thôi, thì trước khi dứt lời giảng về vấn đề thập kiết sử mà mới giảng cái tham thôi. Thì chúc sức khỏe toàn thể quý tăng ni Phật tử nam nữ đại chúng luôn luôn thân tâm an lạc, tu hành được tinh tấn và kiên định trong lập trường đạo đức của chính mình, để mình không uổng công cái đường lối tu nhân học Phật của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị niệm bằng chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ở đây nhà sư muốn nhắc nhở tất cả đại chúng rằng á, thí dụ như Phật tử chúng ta đây nè, có thể đi chùa nay là 30-40 năm, có quý cụ mà lớn tuổi có thể là đi chùa 70-80 năm cũng không chừng nữa, ha, quý vị lớn tuổi. Nhưng mà xin thưa quý vị đi chùa nhưng quý vị có được ở chùa chưa? Chưa. Mà ai đó bắt buộc mấy vị vô chùa ở luôn chừng vài 3 tháng mấy vị ở được không? Không, không ở được. Tại sao? Tại vì mình còn phải thương con, thương cháu,
mình còn phải bận gì sự nghiệp của gia đình. Còn nói riêng về cái người mà có gia đình, có chồng, có vợ á, thì cũng không thể nào mà đơn thân độc mã mà vô chùa ở vài ba tháng được. Không có dễ đâu. Thậm chí tôi nói thẳng ra, những người tu đã xuất gia rồi, đã sẵn sàng cắt ái ly gia, cắt bỏ những cái tình yêu thương nhỏ hẹp của gia đình, của xã hội để vô chùa tu, nhưng mà thời gian tu cũng không được, cũng phải trở ra. Là tại sao? Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không khắc phục được 10 món phiền não mà Đức Phật Ngài đã dạy. Mà 10 món phiền não đó gọi là gì? Tức là thập kiết sử. Thập kiết sử, ta chưa khắc phục được nó thì không thể nào ta ở chùa vĩnh viễn được. Đó là tôi nói cái người tại gia hoặc giả người xuất gia mà họ thối thất. Nhưng mà cũng có những người họ tích cực, có những người họ kiên quyết với lập trường mà họ nhận thức là đúng đắn, cần phải giải thoát ra ngoài ba cõi tam giới phàm phu, tức là cõi trời, cõi người, cõi thần và cõi trời. Họ quyết tâm chết bỏ không thối lùi, tức là họ tu, họ xuất gia rồi họ vĩnh viễn vẫn là người xuất gia. Còn người cư sĩ chúng ta đó chưa cắt bỏ được thì chúng ta không thể vô chùa mà ở một cách bền vững. Nếu công quả thì cũng một thời gian nào đó thôi rồi trở về. Đó. Xin thưa quý vị, chính đó là một sự thực tế của cuộc đời. Như vậy thì con người chúng ta mà khi mà ai đó mà đã qua đời, lúc đó họ còn ăn mặn, họ còn ăn thịt uống rượu, họ còn có vợ, có chồng, có tài sản, có anh em, có cha, có mẹ. Rồi chúng ta tụng kinh cầu nguyện cho họ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, kể cả là 49 ngày luôn, cho rằng được giảng sanh về xứ Phật A Di Đà rồi. Sai, không đúng đâu. Không có đúng đâu. Chúng ta cầu nguyện như vậy, hầu hướng cái phước như vậy á, cái điều đầu tiên á là cái người quá cố đó thoát khỏi cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và trở lại cuộc sống bình thường như bao nhiêu người dân bình thường khác như chúng ta đang sống. Chúng ta cầu cho họ thoát khỏi cảnh địa ngục thì chẳng khác như trần gian này, chúng ta có người thân bị ở tù, chúng ta cầu xin cho họ ra khỏi cái cảnh tù tội. Họ đói khát, chúng ta tiếp tế gửi gắm họ những cái thức ăn và uống để họ không còn đói khát mang kiếp ngạ quỷ nữa. Cái tâm tánh họ lúc bình thường tham sân si mạn nghi ác kiến, thiên kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới kiến thủ, tức là trong thập kiết sử 10 món phiền não họ rời bỏ để họ trở lại cuộc sống người dân bình thường, không phạm không có tội gì hết, nghĩa là hết tội luôn, hết tội luôn, tiêu tai luôn. Được như vậy là phước báo vô cùng rồi. Còn khi mà nói về cõi trời là người đó phải tu thêm nữa, thập thiện. Thay vì trong cái thập thiện tương ưng như 10 giới cấm của Phật đã dạy. Thập thiện tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không khoe khoang, không đông thập, không rủa chửi, không tham lam, không sân giận và không si mê. Tức là tu thập thiện. Hành 10 điều thiện này mới được về cõi trời thôi. Hành 10 điều thiện này mới được về cõi trời. Chứ đâu phải mà cầu nguyện cái rồi nó được về cõi trời liền đâu. Mình cầu nguyện, con cháu trần gian cầu nguyện, nó mong muốn là một lẽ. Nhưng mà quan trọng nhất cái người họ mà được mình cầu đó, dầu là người sống hay dầu là người chết, họ phải đổi tâm chuyển ý. Họ tránh 10 điều ác. Tránh 10 điều ác tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, khoe khoang, đâm thọc, đuổi chửi, tham lam, sân giận, si mê. Họ tránh 10 cái điều ác này
để mà thực hành 10 cái điều thiện đó, thì như vậy không mới được về trời. Chứ đâu phải khi không mình cầu nguyện cái gì được về trời đúng quý vị. Về Phật cũng vậy, khi mà chúng ta cầu siêu á thì mong muốn những người đó không bị tội đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba cõi ác, để về sống với cái cõi cõi hiền là cái cõi người người bình thường như mình. Rồi muốn lên nữa cõi cõi trời cõi Phật là phải tu tập thiện, và đặc biệt cõi Phật thì phải đắc quả vô sanh mới về đó ở được. À, hoặc giả là tối thiểu nhất á, là phải đắc cái quả bất lai, phải đắc cái quả bất lai là mới về cái về Tây Phương ở được. Mà quý vị biết bất lai là cái gì? Cái cõi cái quả vị bất lai này cũng chưa phải là cảnh giới của Tây Phương nữa. Cái quả vị bất lai là cái quả vị trên đường tiến thẳng vô vô sanh, họ không còn thối lùi nữa. Bất lai là không còn trở lại nữa. Tôi xin ví dụ, bây giờ quý vị từ Bình Tân Nguyên mà qua Bạch Đằng á, mà phải qua cái cầu Bạch Đằng. Trên đường quý vị á, Tân Nguyên mà quý vị muốn qua Bạch Đằng mới đến tỉnh xá này, trên đường quý vị quyết định đi rồi thì nó đã qua bên này cầu rồi, chắc chắn quý vị phải đến tỉnh xá Liên Hoa thôi, chứ không còn trở lại Tân Nguyên nữa đó. Chứ chưa phải là bước vô hàng rào tỉnh xá đâu, chưa phải bước vô hàng rào tỉnh xá đâu quý vị. Cái quả gì bất lai, thấy không? À, nói cho rõ như vậy đó, chứ để rồi có những người ta hiểu lầm. Mà đa số ở thời kỳ mạt kiếp này á, tăng ni kể cả Phật tử tu học cũng vậy, coi như là không có hiểu được chánh pháp của Phật đó. Không hiểu được chánh pháp của Phật, cho nên như vậy trong đường tu á, người thì dạy cách này, người thì giảng cách kia, thành nó mơ hồ không biết là cái nào đúng cái nào sai. Rồi lương ương như người đứng ngã bãi đường, không biết sẽ đi về đâu cho đúng hết trơn. Thành cho nên từ chỗ đó đó mà có thể đâm ra những cái tư tưởng sai lầm, học thêm những cái pháp tà đạo mà không hay, đi lạc, đi lạc chánh đạo, đi vào tà đạo, mất chánh kiến, đi vào tà kiến mà không hiểu, thấy không? Cho nên do vậy á, mà hôm nay á, là tôi muốn nói thẳng về vấn đề thập kiết sử là 10 điều đó. 10 điều phiền não ngăn chặn bước tiến của mình. Con phải, con là có xác không? Con xác không? Con có xác. Như vậy là hư thai hay là phá thai? Bên đó đó rồi cái con mới thấy vậy khác, con mới theo con ở cái bên đó hả? Dạ cái khác con cũng người tu cũng có đạo đức rồi cả, con mới cho khác con đi chùa. Mỗi lần con cũng gặp mà con đi thời gian rồi bây giờ con mới về khác con mới đây thôi à. Mà con phục hậu khác con không bệnh quá thời gian con mới gặp con. Cái xác này á hả? Cái xác này được không? Cái bệnh mốt đi không được á. Con đâu, xác con đi được luôn rồi. Con phù hộ xác con không hề. Con bởi con xác con rồi đó đi đưa con đi chùa, con thấy xác con bệnh, con mẹ bà trời đủ thứ. Con về con mới phù hộ xác con. Xác con bây giờ đi được rồi, mà được rồi. Bây giờ con đâu có phá đâu phải. Mà con phải con của xác không? Dạ ở gần thôi. Ở gần thôi. Mà không ai cho con ăn uống. Xác con cúng thường lắm rồi con thấy vậy con. Vậy con là con người khác. Con ở được cái con mới ở xác con đó. Xác con theo lâu lắm rồi, xác con đưa con đi về. Con mới về đi. Quay lên nói nhỏ quá rồi. Gần quá cho lớn. Ừ. Con mới về đây rồi bây giờ đó con phục hồi xác con thôi. Đi rồi người ta suối xác con đưa đi nữa. Mà xác con làm như là hẳn. Đưa đi đâu?
không kêu đi nữa, mà các con nói không có các con không đi. Nó... mà đi đâu cũng được chứ, không có đi đâu có xa đó, rồi con sư cô cái gì đó đi rồi kêu bắt con nữa, không biết con hả? Nói con đi đi xác con á là chi? Đi lên núi nào ở đó ở là kêu cái xác con á ở lại để con ở lại phù hộ xác con á, đau vậy nè, rồi con phụ hộ con đâu có làm gì đâu, rồi xác con không có đưa con đi nữa, rồi con ở đây mới đây thôi hả, con đâu có làm gì đâu, kêu đưa con đi chi? Con kêu con đi hay là kêu xác đi? Kêu xác con đưa đi. Đưa con đi nữa. Con đi ở rồi. Đưa con lên núi hành rồi. Giờ con đưa cái dòng này lên núi hả? Dạ, con đi về. Cô kêu á. Cô kêu cô bắt con đó. Mất thời gian rồi bây giờ. Sư cô nào đó. Sư cô định đó. Rồi kêu cái dòng này. Con đi ở dưới vô lâu lắm rồi sư ơi. Ở dưới lâu lắm rồi đó. Ở dưới sư cô rồi con mới về. Có ở theo sư cô không? Dạ có, lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ con mới có về đây thôi. Nhưng mà vậy nè, con nghe sư ông hỏi. Dạ. Thì trước kia là con theo sư cô đó, rồi sau này con mới về theo cô này hay là cô theo cô này trước? Con đi theo rồi, trước rồi hả? Con mới đi xuống cái chùa đó con mới gặp cô. Trời. Cô mới bắt con ở lại, con mới cũng ở lại. Rồi con mới về đây thôi, con thấy xác con nó đau gì nè rồi. Con có quần áo bẩn không? Dạ con không có luôn. Có một cái quấn gì vậy thôi. Mà không giải quấn hả? Con quấn là. Ủa vậy sư cô tu mà không cho con quần áo gì bận hả? Có cho con đi học chứ cũng cho chung mà con hình như là nam hay nữ, hình như là xác con là có cho rồi. Xác không cho. Nhưng mà con thì xác không có biết cúng. Đâu. Xác không đâu biết đâu cho thầy. Xác không biết. Nam. Ngày được nhiêu tuổi rồi? Có biết đâu. Hồi đó hồi con nhỏ mà giờ mày không biết đâu. Mấy giờ con cái tướng con bao lớn? Tướng con cũng bự rồi. Bự giờ bao lớn? Bự chán gì chán. Bằng chán chán bằng cái chú này không? Bự rồi. Mở mở mắt ra vừa mà bằng cái chú ngồi đó. Bằng cái chú ngồi đỏ này không? Nhỏ hơn. Ừ. Thôi giờ vậy nè. Con á. Con biết tuổi tức là con hồi nhỏ. Bây giờ con chỉ là cái bóng thôi, chứ con chưa có thiệt hình. Cái hình của con có chút xíu à, ngón tay à. Còn cái bóng thì lớn. Bởi vì qua thời gian á, nó tính cái thời gian, nó tính nó lớn. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là cái bóng, chứ chưa có hình. Bây giờ sao ông cho con hình nè. Bây giờ sao ông cho con cái hình là 8 tuổi con chịu không? Có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đi đứng đàng hoàng rồi mới đổ xác được chứ. Thấy không? Chắp tay lên đi. Niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. 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 Rồi, nè sư ông chuyển cho con nè, lớn lên 8 tuổi. Nam Mô Phật Phật niệm màu thiên biến vàng hóa cho linh căn này 8 tuổi này chuyển lên hồ biến. Đó, lớn lên, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ. Biến 8 tuổi. À, xong đặt tên cho con nè. Đặt tên cho con là Huệ Huệ Tài nhé không? Đặt tên cho là Huệ Tài. Ai có hỏi tên gì con tên là Huệ Tài ha. Cho con 3 bộ quần áo, dép dài, khăn nón, mùng mền, chiếu gối đầy đủ hết để sử dụng nha không? Cho một cái túi đựng nữa. Biến. Nè, cho con 10 triệu bạc qua túi xài nè. Biến. Rồi, có nhận đủ chưa? Giờ còn vấn trăng không hay là bận quần áo rồi? Vậy là xong rồi ha? Thôi được rồi. Phải ráng niệm Phật nha không? Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á. Bồ Tát độ cho. Rồi. Ai biết đâu nè.
Thôi vậy xong rồi, thôi con lui ra đi ha. Cho nên đối với quan gia thì mình nên xin nó, năn nỉ nó và nên trả nợ cho nó thì nó mới buông tha cho mình mà thôi. Chứ còn nếu á quan gia nó báo á, mình mà là nó đã ở trong người mình rồi, tức là nó đã xâm nhập vô nhà mình, nó khống chế mình rồi, một cái là mình năn nỉ, mình lại lục, mình xin nó, mình cả trả nợ cho nó thì nó mới tha. Còn mình kêu áp lực từ bên ngoài tới, tức là tụng chú đệ bi là cầu hộ pháp chư thiên tới để mà đánh bắt nó thì nó làm giữ mình phải khó khăn nhiều hơn thôi, nào. Cho nên sống phải có tình có lý là như vậy đó, phải có tình có lý. Mình đã giết nó, mình hại nó, mà bây giờ nó báo oán, nó trả thù, thì mình nhờ lý, tức là pháp luật đó là lý. Nhưng mà về tình mình đã cốp của, mình giết nó, mình hại cả gia đình nó, mà mình không năn nỉ, mình không gian sinh nó, mà mình cầu ở bên kia càng lấn áp nó, là nó giết mình luôn, nó giết cái dòng họ mình luôn, nữa là khác. Nó là như vậy đó, thấy không? Cho nên nó là nếu mà trì đại bi không bất an là đúng. Đó là do vấn đề quan gia trái chủ nó đã xâm nhập vào trong người mình rồi. Cho nên cái này mình phải tụng kinh sám hối thôi, tụng tha kinh lương hoàng sám á. Hoặc giả mình giết nó chết rồi đó, mà vấn đề nó thương tật nhiều quá, bây giờ nó không tha mình tụng kêu bằng dược sư sám pháp á, để mà là mình sám hối, rồi Đức Phật dược sư tới cứu cho nó, cứu chữa cho nó hết bệnh, thì nó mới cảm nhận được cái sự mà mình dược sư kia mình vô tình hay cố ý mình hại nó. Bây giờ nó thấy mình biết rồi, mình gian sinh nó mà mình cậy là cầu Phật tới cứu cho nó nữa thì nó mới buông tha mình mới hết. Chứ còn hay nếu mà mình tụng mấy cái chú khác á, Kim Cang Lăng Nghiêm Đại Bi, nó càng thù hận thêm, nó siết mình vô chứ không có tha đâu, mà càng ngày càng làm ăn khó khăn nữa. Bà con mình ở Phật tử ở nhà còn phải làm ăn mà, chứ đâu phải như mấy ông sư đâu. Thấy không? Đó. Thì sư giải thích vậy quý sư vị thấy có gì mà nó thông chưa? Thông. Phải có tình có lý. Cái câu hỏi thứ hai, kính bạch sư, giải thích cho con điều 4 trong 28 giới kinh của Thọ Giới Bồ Tát có ý nói tùy tiện bố thí là như thế nào, con xin sư phụ nói rõ cho con và mọi người hiểu rõ. Trong cái giới Bồ Tát á, tại gia đó, trong giới Bồ Tát tại gia thì có cái điều á, là tùy tiện bố thí. Tức là cái câu này á, để nhắc Phật tử đã thọ giới Bồ Tát rồi á, thì nên phát tâm dũng mãnh rộng rãi để bố thí giúp đỡ cho người nghèo khó, bệnh hoạn, cúc côi, cơ nhở, vân vân và vân vân. Nhưng mà tùy tiện, có nghĩa là tùy phương tiện. Tùy phương tiện làm sao? Thí dụ bây giờ mình muốn bố thí, mà giờ cô này cậu 4 giờ con tính bố thí mà con đem con bố thí cho mấy người ăn mày thôi à, chứ ngoài ra con không bố thí cho ai nữa hết á nha. Nhưng mà trong khi đó cái người đó không phải ăn mày, mà gia đình họ mới bị cháy nhà nè, cái số tiền của mình có sẵn đó mình tính bố thí cho người ăn xin ăn mày. Nhưng mà có một gia đình nó mới cháy nhà, họ rất là khổ, họ không có cháy hết trơn rồi, không có tiền mà mua gạo ăn nữa. Thì bây giờ mình nên ngưng cái vụ bố thí người ăn mày đi, đi bố thí cho cái người mới cháy nhà. Đó mình tùy theo hoàn cảnh nhân viên mà mình bố thí. Hoặc giả ví dụ như bây giờ mình muốn bố thí là một cái người mù, trong một cái hội người mù. Cái số tiền này mình tính bố thí cho hội người mù á, nhưng mà giờ mình trước mắt á, mình thấy mấy người, có một người nọ họ bệnh nặng quá, có thể là bệnh ung thư, mà bây giờ á, họ cần mổ với một số tiền mà họ không có tiền, mình có thể dừng lại ủng hộ người mù này đi,
để lấy số tiền hoặc giá là mình chia bớt ủng hộ cái người này đang bệnh nặng, họ sẽ đi mổ mà không có tiền, để họ có tiền họ đi mổ đó. Thì cái phước đức của mình nó lớn hơn là bình thường mình đi ủng hộ người mù. Nghĩa là mình ủng hộ đúng chỗ, đúng lúc mà ta cần thì phước lớn lắm. Còn cái chỗ mà thí dụ giả sử hộ người mù thì cần mình giúp đỡ đó, nhưng mà cái chuyện bình thường họ chưa cần thiết mà mình thấy chưa cần thiết mà cái số tiền này mình phải đưa vào đó, thì cái người đang cần thiết mình chia ra mình ủng hộ cái người đang cần thiết, hoặc giả là ít quá thì mình ủng hộ cái người cần thiết đi, rồi từ từ sau đó mình có tiền nữa mình ủng hộ người mù được chứ. Đó gọi là tùy tiện bố thí, tùy tiện bố thí. Còn thí dụ gì nữa nè, thí dụ giờ con bạch giới sư á con ủng hộ tiền sư làm cái giá hồng chung, giờ con định là ủng hộ sư 1 triệu, thí dụ vậy đi. Nhưng mà ra ngoài kia thấy cái ông này ông nghèo quá, mà ông cũng khổ nữa, mà giờ ông không có tiền đi bệnh viện, thì tùy tiện bố thí, mình cắt bớt 500 đi, rồi á mình cho giúp ông này ổng đi bệnh viện đi, vậy là mình cúng chùa ủng hộ cái giá này có 500, thì cứ bạch thẳng lại với ông thầy trụ trì với sư thì hoàn toàn không có lỗi gì hết, được không sao hết, thấy không? Nó tùy tiện bố thí là cái chỗ này nè. Cái đó là tôi nói theo cái tùy tiện, nhưng mà nói thẳng ra đó cái gì cũng vậy hết trơn. Mình phước Phật tử mà phát tâm làm phước là một điều rất tốt, bố thí là một điều tốt, nhưng mà phải lo cho cha mẹ, cho con mình trong nhà trước đi. Thí dụ giờ bữa nay ở nhà mà hết gạo, số tiền mình có thể đem cúng chùa thì mình phải đi mua gạo vô nhà trước đi, rồi còn lại bao nhiêu đem cúng chùa. Chứ đừng cúng chùa hết thì về mượn tiền mua gạo là không nên, không nên. Thấy không? Đó là tôi nói thẳng là như vậy đó. Cũng như hồi xưa mà ông A Nan vậy á, ông đi trị bệnh, cứ mỗi ngày ông đi trị bệnh đường đó là cái cô Mê Tăng Già Nữ á, mỗi ngày cúng dường riết cái cổ bắt cóc ông luôn đó. Mới nhờ có Phật dùng chú Lăng Nghiêm cứu cho thế làm sao. Cho nên cái gì phải cẩn thận. Thì sư nói cái tùy tiện bố thí này Phật tử nghe được không? Giờ tới cái câu bạch sư ông, khi ngồi thiền hoặc niệm Phật cảm nhận có luồng hơi nóng nhẹ ở đùi, ở từ xương cục chạy lên cột sống lưng, đến gần cổ, có cảm giác nghẹn và ứ tắc khó chịu tại giữa lưng, điều này có gì nguy hiểm không ạ? Xin sư ông chỉ dạy. Thì cái vấn đề mà ngồi thiền đó hoặc giá niệm Phật mà có nghe một luồng hơi nóng nhẹ từ ở dưới xương cục chạy lên tới cục sống lưng và gần cổ, thì cái này đó, ngồi thiền mà nghe có một cái lằn nóng nó chạy lên như vậy là cái luồng nóng này nè, là cái dòng điện của một vị nào đó, dòng điện một vị nào đó, cái nghiệp báo của mình đó, là nó phá mình đó, nó không cho mình ngồi thiền niệm Phật, bởi làm nghẹn tắt cả lưng luôn, nghe dường như tức lưng khó chịu. Mà cái lần dòng điện nóng đó, nó không phải là ma quỷ, mà lần điện nóng đó là chiến sĩ. Có thể trong kiếp này hoặc giả là kiếp trước mình có giết một chiến sĩ nào đó, mà giờ vong hồn đang theo mình, cho nên khi ngồi á thì cái dòng điện nó bắt đầu nó chạy để nó làm cho như là nửa giữa cái xương sống mình nó bị tắc nghẽn vậy, nó tức
nó khó chịu. Cho nên nó muốn mà ngồi im thì phải mỗi tối cũng phải sám hối Phật rồi xin quan gia trái chủ tha thứ cho tôi, trước kia tôi có vô tình hay tôi làm khổ các vị như thế nào đó mà giờ theo báo quán thì tha thứ cho tôi. Tôi nguyện tôi tu được phước đức tới đâu đều hầu hướng cho các vị siêu thoát. Mình cái gian sinh thường như vậy á, họ cảm nhận được mình tu chẳng những cho mình mà hầu hướng cho họ nữa, họ cảm thông được họ tha mình thì mình hết, không sao hết. À, không sao hết. Như hồi nãy mới đây nè, tôi nghe điện thoại xong rồi tôi mới ra. Cái cô này ở bên Mỹ á, toàn thân cổ bị lở lói hết. Mà hôm trước á, cổ có mở cái Zalo cổ gợi cái hình của cổ, cổ rọi cho sư coi, sư thấy rồi. Toàn thân cổ nó nổi lỗi đốm đốm vậy nè, mà trong cái đốm đó nó hiện ra mặt người luôn. Mặt người luôn. Toàn thân hết, không phải riêng chỗ nào hết trơn á. Mà đau nhất khó chịu, nó lở nó lầy nữa. Thì cổ đưa tôi sư coi và cũng nhờ sư hướng dẫn cái cách mà cúng kiến như thế nào. Sư nói đó là quan gia trái chủ đó, thì nó báo cô rồi. Cô phải sám hối giờ, cô phải cúng trả nợ mới được. Thì cổ có nghe lời, cổ cúng 3 lần rồi. Nhưng mà rồi ở bển cổ cũng đi thầy dữ lắm, đi thầy bùa để giải mở sợ bị bùa đó. Rồi cũng không làm được, coi tới mấy vị phần linh căn nữa. Thì cổ nói có cái linh căn có một cái xác nọ xưng là Địa Tạng Bồ Tát. Cho cổ biết á, 3 kiếp về trước cổ là một nữ tướng cầm quân ra trận, giết người nhiều quá. Bây giờ những vong hồn nó theo, nó xâm nhập vô người ở cổ, nó ở đó. Nó báo quán, nó trả thù. Cho nên giờ phải sám hối, phải cầu xin cho nhiều. Chứ bây giờ Địa Tạng ngài nói bây giờ này mà kể như Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Mẹ Diêu Trì cũng không thể can thiệp được. Đây là quan gia trái chủ, do sát nghiệp 3 kiếp về trước mà bây giờ phải lãnh. Thì bây giờ phải ráng sinh thôi. Đó. Này cổ hỏi sư có phương pháp nào sẽ giúp cổ không? Mà lúc này thì bị cái vụ mà virus thì cổ không có về Việt Nam được. Thì sư có nói sư giờ nghỉ chữa bệnh, coi bệnh hết trơn rồi. Nhưng bây giờ cô ráng sám hối đi, cô cầu xin. Rồi á, bữa nào đó, nó đã ở trong người cô, nó nói rồi. Ứng khẩu nó nói luôn rồi. Nó giết, nó tàn sát binh gia quá nhiều mà. Nó ứng khẩu nó nói rồi thì cô gian sinh nó riết đi, thì nó chịu á, nó chịu á, là nghe lời sư. Thì dầu cách khoảng không gian, sư sẽ chú nguyện cho những cái vong nó lành lại. Thí dụ như không đầu thì có đầu, không ruột gan vân vân thì sẽ ráp lại. Mà nó phải yêu cầu sư mới được, nó đã ứng khẩu cô nó nói rồi thì bây giờ cô á gian giái nó ứng khẩu nói với sư thì sư có thể vào cách khoảng không gian thì sư có thể giúp được một phần nào. Nhưng mà có giúp được cái chăng nữa 50% chứ không phải trọn vẹn 100% được. Phải đối diện trước mặt sư thì sư mới giải quyết 100% được. Thì cổ nói vậy để cổ sám hối cầu xin tiếp. Rồi cho cái bài sám hối với cúng giải bệnh âm dương á, cô gửi mail qua, rồi sư gửi cho cô cái bài đó đi mà cô cúng. Thì nói xong sư mới ra đây đó. Sư nói này Phật tử nghe, trong cái hình mà cổ Zalo á, cổ rọi cổ rồi cho sư thấy, chàng ơi nó lỡ đầy mình hết trơn trụi mà đúng 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 vậy mà nó hiện giống y mặt người cũng đó luôn. Mà ở bển coi cái người mình nói thẳng đi, cái phần căn là cái người cốt đó, nói là 3 kiếp về trước làm nữ tướng giết người quá nhiều, bây giờ những vong hồn nó báo oán trả thù rồi. Thì nói quý vị nghe nhưng phải hiểu rõ đó, làm cái gì cho đúng thì còn có trời Phật thần thánh người ta cứu mình sau này, còn mình làm sai á thì sau này á mình bị trả quả, không ai cứu đó. Không ai cứu.
không mà có, hiểu chưa? Còn nhà ngươi có mà không. Có thiệt, có thiệt. Có thiệt. Có thiệt. Nhà ngươi thầy đi. Thầy á thì ông hứa là thầy là không phá xác, không bắt xác nữa. Nếu mà phá bắt xác á thì Thiên Lâu đảng nạn á là tôi ra tro bụi. Thầy bắt buộc phải thầy và phải gian ra khỏi xác này. Không thề được không? Sao không thầy? Mệt quá. Không có mệt gì. Đồ thứ lì. Phật trời không mà có, thấy chưa? Chú tụng đâu đâu không mệt, ông làm gì đâu mệt quá. Đập vào ngư cho tiêu thôi. Nó tụng kinh mệt không, đeo đầu không à? Không mệt. Nhưng mạng nữ này với nhà ngư cái gì mà nhà ngư lại bắt người ta mới giết người ta? Do nó có căn. Nó có căn gì kệ đó chứ. Nó có căn mới theo được. Theo giết nó, dẫn nó theo, bắt nó hầu hạ. Chứ mấy người kia không có căn, đâu dẫn được. Không có đâu dẫn được, đâu vô được. Có mình con này có vô được. Theo này bao lâu rồi? Nó cứ đi chùa, nó tụng kinh hoài, gấp quá. Theo này bao lâu rồi? 3 năm rồi. 3 năm mà ta có chồng có con mà theo bắt ta hầu hạ là sao? Kim căng thần á, các ngài xuất hiện trước mặt cho nó thấy đi, cho nó thấy quay lực của thiên đình, nó thấy quay lực của Phật, xuất hiện cho nó thấy đi. Kim căng thần xuất hiện, rồi tứ đại thiên vương xuất hiện luôn, hộ pháp là già lam xuất hiện luôn cho nó thấy. Để nó nói không trời, không Phật, không thánh, không thần. Nó muốn ngang mướn, nó muốn làm gì nó làm à. Người ta không mà có đó. Chứ không phải là người có mà thành không đâu. Biết rồi, sợ đâu, không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Biết bao nhiêu người lầm lẫn thấy chưa? Ở trần gian biết bao nhiêu người lầm lẫn, Phật trời không có, không có địa ngục, không có thiên đường hết trơn á. Có một mình con nên nó tin nè, nó tin mới giết nó không được nè. Thấy chưa? Chẳng tụng kinh đưa tụng kinh, có tụng kinh tức ghê lắm, giết không được. Nó đi chùa chỉ chỗ nào chùa nó cũng đi hết á. Bây giờ nhà ngươi ăn năn cải hối á thì ông tha cho. Chưa đâu. Hỏi đầu tức lắm, ta lỗi nghìn năm. Lấy miếng nước mát này cho nó uống. Con yêu tinh ngàn năm tao quýnh chạy rồi, còn một mình tao giỏi mà có một mình cái chết rồi, giết hoài giết không được. Tụng kinh tức không đeo chuỗi tức không. Nó ỉ mấy cái dây chuỗi rồi cứu nó ỉ từ hoặc đi cứu nó. Hộ pháp như thần cạy miệng á, đổ vô, cạy miệng đổ vô, bớt nước bóp mũi cho nó uống. Hộ pháp như thần á, bóp mũi cho nó ngọt mà nó mới uống nước vô. Uống nó vô, uống vô, uống vô, uống mạnh vô, nuốt vô, nuốt vô, rồi lấy ly ra nuốt vô. Ngon ghê không? Rồi. Đau quá, đau gì, đau gì mà đau như vậy. Móc ruột ở đâu, móc ruột ở đây. Còn dữ ha. Nè con phải giác ngộ đi. Con á cũng là một con người, hiểu không? Con là một con người, nhưng mà tại sao con trở thành ác quỷ? Con nghe ông nói nè, con cũng chết hận, chết oan, chết ức, con mới khổ đời, thấy không? Rồi con cảm thấy con cô đơn, con lạnh lẽo,
À, con bắt nữ này là sai lầm rồi. Con cũng chết hận, con mới thành con quỷ á. Con có nanh nữa, thấy không? Rồi con hung dữ, gặp đâu phá đó. Con tưởng chừng không trời không Phật. Con sống ở thế gian á, con không được công lý bảo vệ cho con, đúng không? Con sống thế gian á, không được công lý bảo vệ cho con, mà con chết về cõi âm á, nghe là cái là cái duyên nghiệp con phải trả một cái nghiệp nặng nề, con phải thành quỷ như vậy á. Bây giờ con gặp ông rồi, ông sẽ thay trời thay Phật mà cứu độ cho con. Con cải tà quy chánh á thì ông sẽ biến thể cho con, thân thể con đẹp đẽ trở lại, không còn nanh gút nữa, hiểu chưa? Con chết hận con mới thành quỷ á. Thôi nghe lời ra ông đi. Thì con ông hứa thì không? Thiệt. Ông hứa cho trở lại đẹp được không? Được. Hứa không thành quỷ nữa được không? Được. Ông làm được hết. Ông mà có trời xuống cho đâu ở đây đâu, phải không? Đó. Con chết hận con mới thành quỷ nè. Sẽ ông biết con hết trơn à. Đó. Con chết này là cách nay là bao nhiêu năm, con nói kể lại cho ông nghe đi. 20 năm. 20 năm. 20 năm sao nãy con nói 1000 năm. Dốc. Xạo. Dốc mà ông cũng biết. Ừ. Không tin Phật. Dốc chữ hoài mà con này nó không nói gì hết. Tức. Nhưng mà con á, con chết hận mà không có được ai cứu thoát cho con á. Có lẽ là con bị á, là hận quá, chết hận cho nên cuối cùng rồi con mới thành quỷ. Thôi bây giờ nghe lời ra ông đi. Nó quýnh vô đây nè. Nó quýnh con hả? Mà con làm gì nó quýnh con? Con đi chơi. Đi chơi hả? Cái nó quýnh một phát ngay chỗ đây. À. Con chết. Con không biết ai quýnh hết. Không biết ai quýnh hết. Không ai cứu hết. À. Đi lang thang biết đói rét. Thành quỷ luôn. Tội nghiệp ghê không? Để cho ông cứu cho con lành cái đó lại. Thấy không? Ừ. Ông cứu con đi con nữa. Thôi giờ cứu một mình con thôi. Còn ai mà trong người con á. Thì sư ông chú nguyện một lần theo con, theo cái ý con á. Còn một con yêu tinh nữa. Ừ thôi được rồi, giải quyết cho con nè. Chứ con tinh nào đó, tất cả trong người sát nữ này nè. Chứ ông hàng lành lặn lại hết. Cái Phật nhiễm màu điên biến dạng quá nè. Cho cái linh căn này là lành lại hô. Các linh căn trong ngự nữ này nè, bệnh hoạn lành hết. Hô biến biến đó. Biến đó. Nè cho cái dòng này nè, dòng nam này nè, trở thành một người, một chàng trai đẹp đẽ, áo quần sạch sẽ đàng hoàng, không còn nanh nữa, không còn là quỷ tóc tai cứng nữa. Hô biến 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 tất cả những dòng hồn con này á, trở thành người hiền lành hết. Hô biến cho quần áo bẩn hết, rồi cho mỗi người tô cơm ăn hết. Biến 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 rồi đó, con lành rồi đó. Con thấy chưa, con đẹp trai lại rồi đó. Dạ. Ừ. Hết rồi ha. Dạ. Ờ giờ mấy dòng hồn cũng đó vậy thôi, ra nữ đi, đừng có theo nữ nữa. Đó, ráng niệm Phật tặng cho mau siêu thoát. Thấy không? Phật trời thương chúng sinh lắm, đi không mà có. Đó, thấy chưa? Thì thôi, hứa với sao ông đi. Con tên họ là con thời từ đây sắp tới con không theo nữ nữa, tất cả dòng hồn con này thời hết đi. Rồi em muốn theo ông tu ở đây thì ông cho tu. Yeah. Ừ, cho tu hết. Con tên Huỳnh Thúc Tán. Huỳnh gì? Huỳnh Thúc Tán. Huỳnh Thúc Tán. Bao nhiêu tuổi? 55 tuổi. 55 tuổi. Con xin thề từ đây sắp tới. Con xin thề từ nay con sắp không tới. Theo sắc nữ nữa. Con theo sắc nữ nữa. Thì con giác ngộ theo Phật tu hiền. Con giác ngộ theo Phật tu hiền. À, con hứa sai lời. Con hứa sai lời. Thiên lâu đản mạng con ra tro bụi. Thiên lâu đản mạng con ra tro bụi. À, con hứa là con giữ lời. Con hứa là con giữ lời. Ừ. Rồi. Bây giờ tất cả các dòng hồn theo nữ này nè,
khi cho một vong hồn á là ba bộ quần áo, dép giày, khăn đón đầy đủ hết. Đó, đó là từ đại pháp ở đây. Thái Phật nhìn màu thì như biết nhận hóa độ cho các chúng sinh để giác ngộ cho Phật tử ngoài thường. Có quần áo đầy đủ hết, dép giày, khăn đón. Ồ, biến. Rồi thôi lui ra đi, cho nữ tỉnh lại. Lui ra đi. Thôi, giải quyết lần này thôi, không có giải quyết ai nữa trơn á. Ra đi, tỉnh lại đi. Con nữa không? Con là ai nữa? Con là con của mẹ con. Con mẹ con. Sao? Mẹ phá thai hay sao? Không có. Chứ làm sao chết? Con bị tai nạn. Bị tai nạn làm sao? Con đi nhà trẻ với cái con... Ba con chở con về cái bị... Người ta tông xe mà bà con sống còn chết. Vậy á hả? Dạ. Con tên gì vậy? Con Võ Công Thịnh. Võ Công Thịnh. Chết mấy tuổi vậy? Con chết lúc con 2 tuổi. 2 tuổi. Con trúng đâu cũng chết hả? Con bị đau. Chứ con bị trong ngực. Rồi sao ông chữa bệnh cho con hết bệnh? Nằm mồ. Màu tiên dí dạng quá nè. Võ Công Thịnh là thân thể lần là dùng mình thật mạnh nha. Nay cho con 6 tuổi được lớn lên đi học. Biến. Rồi lâu nay ba con có ba mẹ con có cho con ăn không? Dạ có. Có cho quần áo bận không? Dạ có. Phải đốt giấy tiền vàng bạc cúng ông bà của người ta tổ nha không? Người ta xài được hết trơn á. Đừng có nghe lời mà mấy người mà ta không có biết gì hết trơn, ta nói đốt mê tín không ai xài á, cái đó là tầm bậy á. Thôi con lui ra đi, được rồi, con hết bệnh rồi. Ông cho con quy y đi ông, mẹ con không biết. Rồi, cho quy y hả? Dạ. Thôi sư đặt đây, sư ông đặt con tên là Huệ Thịnh luôn. Dạ. Huệ Thịnh. Dạ. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, giữ năm giới cấm: 1 không sát sanh, 2 không trộm cắp, 3 không tà dâm, 4 không nói láo, 5 không uống rượu cờ bạc say sưa nha. Dạ. Ráng niệm Phật đi. Con muốn ở đây hay là con muốn thiêu theo mà ba mẹ về quê? Con theo mẹ về. Thôi được rồi, mẹ để cho theo á. Con ông quy y cho con là mẹ con đi chùa là con theo. Mẹ đi chùa mẹ tụng Phật là con đương theo mẹ, con nghe kinh nghe kệ. Thôi vậy là tốt á. Dạ. Thôi được rồi. Lại ông ba lại đi, rồi gian ra, tỉnh lại. Cho mẹ tỉnh lại.